chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay sáng thức dậy, ông ba mình gọi điện cho mình, ông bắt được mấy con rắn với mấy con ếch cũng bự lắm nha mọi người. Ông ba mình cũng rủ mình lên đây làm một clip ẩm thực đồng quê giống bữa hổm cho mọi người xem nữa ha. Rồi bây giờ mọi người theo mình đi để mình quay mấy con rắn với mấy con ếch cho mọi người xem nha. Được mấy trái, cái này gọi là trái bình bát nha mọi người, nó chín vàng lắm, cái này là mình quậy đá ăn là ngon lắm nha. Ở dưới để cái bắp chuối, làm gỏi ếch thôi mà. Gỏi ếch đi. Hôm nay làm món gỏi ếch luôn nha mọi người. Cũng đặc sản luôn. Sáng cũng bẻ được cái bắp chuối á. Làm gỏi ếch bắp chuối luôn. Chứ nhiều mình thì đang mặn mấy cá rô để hồi chiên xù hết vậy mà. Chiên xù chấm mắm. Ếch này đặc biệt mấy ếch quá ngon. Bự không? 3-4 ngày dòng mới được bao nhiêu. Cái này đặt 2 cái cục thôi vậy bạn. Ừ. Cái gồ đồng hết biết ngon. Mấy bành bành trứng không nha mọi người. Mấy cường chắc là lột luôn. Thời gian làm mấy con cá này mình dẫn mọi người ra cái vườn của ba mình coi, bữa nay cây nó lên, thấy rau nó lên xanh tốt quá mọi người. Có cái dòng mướp này thì nó cũng đi gan nó mà nó không có phát vậy. Nam cho ba mình trồng. Ê ba, ra ngoài. Đó ba mình em trồng mấy cái xà lách đó. Gieo này lên xanh hết trơn. Đây cây này để ăn bánh xèo kêu bằng cây cát lòi. Cái này ba mình có trồng cái mấy nhánh mồng tơi rồi này mọi người. Cái này chắc cũng mới trồng đây nó chưa có phát. Đó, mấy cái cây gào bữa nay phát tốt ghê mọi người. Chậm gì cũng không thấy luôn cái gì ấy. Đó, đây là vườn cải ngọt của ba mình trồng nha mọi người. Nãy là mình xanh tốt kìa. Cái này là ớt. Ớt này đặc biệt ở đây mình ớt này mới ngon mọi người. Nó kêu bằng ớt chim, ớt thức chim á mọi người. Chim nó ăn ỉa. Cái nước đĩa hạt cho mà ớt ăn thơm lắm nha.
trồng á, mình không biết cái gì mà cây đậu hay là cái gì. Nãy giờ mình sơ chế dưới sông rồi, giờ lên mình rửa nước sạch tay nhau luôn rồi. Nước sông chứ giờ nó hay đục, mình chỉ làm sơ nó dưới nè. Này nó dãy luôn nó. Được trồng mà không trồng gieo. Máy móc ở đây. Cái gì? Móc. Trà muối thì nó còn ra nhất dưới ha. Ừ. Muối như vậy mà nó cũng ra, đúng không? Rồi giờ mình bắt nồi cơm nha mọi người.
mà chiên là khô gan, chiên mà nó da nó vàng nữa thôi. Là khô cá ha. Khô cá luôn. Phải luôn không? Ừ. Thôi cũng chưa hay đi. Đi thì chỉ qua rộng đó thôi, nó lại. Hai thằng mới bắt nó mà là đi lên cảnh đi loại loại này đi dắt ra lúa giống nhà. Anh thương thương lại. Lội về thì bắt tay quay. Được, bơm kỹ lắm, bưng người ta dòm luôn liền. Ờ, cái chị hai á, bưng đi dễ. Rồi, bưng được. Sao Ngọc nó không về, đứa nào không đứa. Tại vì cũng xong rồi, chiều ra, chút ra. Ừ, chứ nó đâu có mượn ta được. Chén này là chén nước chấm nha mọi người. Chấm thì bằng tỏi với cho nó nhuyễn nha mọi người. Ai? Hai nào nước trong lâu quá nó sập ra đó. Bây giờ làm cho nước mắm vô nè. Chấm mới xong rồi, bây giờ tới mình đi luộc ếch nha mọi người. Bây giờ mình đi chặt mấy cây sả vô cho ba mình luộc ếch nha mọi người. Đi ra bụi sả ba mình trồng. Thank you.
hết đây nha mọi người. Kêu nó ấy chị hai đó, cô hai á, bận đảo đây mẹ nó chưa về. Để cũng được. Nó trắng giờ nhìn mới ghê á. Nó đâu dám ăn da, giờ da nó mới ngon. Đặc biệt là con ếch đồng nữa nha mọi người, là cái da của nó đen 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 như nó mực, nó có nhiều ếch nuôi mà cái da nó trắng mà sao giờ nó hơi ớn lắm chứ nha mọi người. Con này cũng ếch đồng, đặc biệt là cái da nó đen như thế. Rồi hiện tại giờ đồ ăn đã xong hết rồi nha mọi người. Có cơm chẳng có bưng được cơm mà cự. Có hôm nay tiệc hôm nay là có cá rô chiên giòn nha mọi người. Cua đừng mấy con cua cũng chiên giòn luôn. Với ếch trồng gỏi. Rồi mời mọi người cùng nhập tiệc với mình nha. Rồi rồi mời cả nhà ly rượu luôn nha. Mình cũng rượu mẹ mấy trăm trăm rượu mà sao tao thảnh tao tới nhà không chiến không ớt mà ba trăm rượu mà đi tới làm tối ngày mà không gọi cũng chuyện cái đồ bự nha. Gắn bỏ bao đi luôn đó. Không thôi bữa nay là có món gắn cho mọi người xem nữa rồi, tại gắn rộng nó đi mất tiêu. Nó gắn quá ít. Tôi ổng lấy len qua ổng đâm ra đào. Mà cây thọt ra chọc cho nào. Chú bà hả? À, mày hứa đi với chú bà ha. Cũng sao cũng chú mình chứ không?
làm cũng nữa nè. À mà là đâu đi. Mẹ hứa bè bạn nó chơi rồi mà mẹ chạy bóng mẹ hứa được bè. Cái hồ đồng siêu to luôn nha mọi người. Quá. Thấy trứng không? Con bông nào cũng trứng lúc trời chấm quá ngon. Được quá. Mày cái nhà nha. Không báo đấy mà không kêu 200 đủ rồi chắc là ngán sôi gì rồi kêu mình kêu mình qua ra hai bữa mà qua với thằng ai không có nhận không vậy thằng ai uống rồi không uống nó say không có làm nổi. Thôi rồi, thấu thì uống vô sao không? Đúng rồi. Nó ớt chấm đá quá. Mãi con ấy làm con vụ nó bao lâu nữa ba người ngọt còn nó bắt bỏ nó gốc cây luôn. Con gì? Nó con chim mà như con mà cu gì bên cu ngõ gì đó à nhận không màu này giống đóng cu đó con chim kia bằng nó gù gù nó đâu gáy phải không ừ thái cu thái quên đâu mà lại lộ vô phút rồi thấy loại bãi nó nãy lộ vô mất á để mà thả hả ừ để bỏ đó cắm thuốc còn cái gù chứ lắm mẹ dứt kìa chứ hút nguyên con đúng rồi để gì nào đó cái mẹ nó đã chấm quất giòn khấu à à dao này nè bơm cá chi giờ không thả được nè nằm mãn nữa hả yeah. Nằm mãn mãi cái nãy béo nó ăn không hả giục quá rồi ăn là ăn ớt chứ sao không ta cho ăn ba ớt rồi lắm rồi lấy giục đi đây ơi nó ăn thương cho mắt cổ chết trong nội dạ hả ngớt độc lắm bị ngớt không dám rồi nó ngày quá trời màu rồi. Lỗi nhà vậy? Vô. Đủ để khỏe biết có thằng Cường ở đây là không lợi rồi. Ngủ bụng nữa trời. Nghịch hả? Kỹ mà. Kỹ với Cường. Vô lắm. Trời, đi đầm đi không đó. Miếng đá ở nhà. Đi đầm rồi, đầm trong đó. Ở đâu đây nữa trời. Bỏ bội trở lên. Là chơi này dữ nha. Nè làm ăn miếng coi, ăn rồi. Nè. Hỏi gì muốn quá. Dạ. Không? Cái đồ bự ít, đồ bự luôn á. Khủng á. Cái đục đi. Đi ra. Vậy đó hả? Ờ. Vậy quá bà. Không ngại dòm được nhiêu. Hôm qua bắt ngắn không ngựa mới ghê. Giang đắt bấy của Lai á. Làm đi. Bên đây nè. Cái dài là chừng thước thước cử cái đo mới bằng chặt lắm vậy. Ngắn á. Hết hậu ngắn vậy được. Hỏi qua lắm rồi. Bỏ bao đi có tiêu đó hả? Không, phải lộn rồi. Lộn quá rồi. Anh về giải quyết liền chứ để đi tức lắm. Con sáng rồi mới bắt mới đi. Trời đồ quá ca luôn mọi người. Cơm ngốc à? Ngốc rồi, nói rồi.
cũng đậm chứ ngon quá, cỗi chứ. Chén nhỏ lấy chén đó. Đang ngoài hè vừa bước vô bán này chị tắm đi. Vậy là ông về tới nhà. Đầu dài xuống là bắt ốc. Sáng tôi rửa chén nó dẹt mà nghe nó kêu quá đó, nghe cái bụp thì trời nó kêu quéo 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 mà tôi rửa rồi cái thao chén rồi mà nó ăn đồ tiêu đó. Còn nó len không, nó không có len gì chén, nó nói đầy cái vỏ nằm nát rồi, nó len hai thằng đạo rồi. Ê, cái len kêu nó kêu cái len kia bắt đầu cái ông nội cái len kia em lắm, nó cũng bắt ếch nó lấy đồ mất tiêu rồi. Trời có hai ba cá nó tìm gắn ở chợ nằm chổng rượu quá. Dạ là sình không mà sao tôi thấy tôi nói cái con gì. Ừ. Rút vô hang hang chặt bành cây nè. Nó qua đây ông này lội lên nó qua cứu cái ông nội con gắn bự lắm nè. Có thằng nào ta? Toàn. Giống con mà mạnh quá. Đấy. Toàn. Qua vậy. Rồi video giờ cũng dài rồi nha mọi người. Mình xin phép dừng video ở đây ha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi chào cả nhà. Chào tất cả mọi người.